Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Hội để tiếp tục những clip về mẹo thủ thuật. Thì hôm nay Hội sẽ chia sẻ mọi người cách đăng ký tiêm vaccine ở Việt Nam trên điện thoại nha các bạn nha. Thì cách này rất là đơn giản, các bạn hãy ghé xuống phía dưới phần mô tả của video này và các bạn nhấn vào cái đường link phía bên dưới nha. Thì mình sẽ vào đó và mình đăng ký cái tiêm vaccine nha các bạn nha. Rồi thì mình có sẵn cái đường link đây rồi, thì mình sẽ vào Chrome nè. Và Chrome nha các bạn nha, vào trình duyệt Chrome, sau đó mình dán cái đường link của mình vào. Thì mình copy sẵn rồi, sau đó mình vào cái link này ha. Đấy. Thì nó sẽ dẫn đến một trang, các bạn thấy nó hiện là vui lòng đợi 60 giây không? Đấy, chúng tôi đang tải link. Đấy, thì các bạn đợi khoảng 60 giây sau thì nó sẽ không có quảng cáo gì hết và nó hoạt thẳng trực tiếp ở trong cái đường link đó luôn nha các bạn nha. Đấy, thì các bạn đợi xíu. Rồi ok, thì đó, gần hết 60 giây rồi, nó sẽ bây giờ nó sẽ chuyển thẳng sang một cái link. Đấy. Thì link, link ở đây nè, các bạn nhấn vào cái link download này nha. Link tải ở đây thì các bạn nhấn vào download này thì nó sẽ vào cái trang đăng ký tiêm vaccine luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký tiêm vaccine như thế nào nha. Thì nó có 4 bước, thì bước 1 là thông tin cá nhân nè, thì đang ở bước 1 nè. Thì các bạn đăng ký cho bản thân thì các bạn tích bên này, còn đăng ký cho người thân thì bạn tích bên phải, bên trái thì cho bản thân. Rồi các cái mục nào mà có cái dấu sao đỏ đỏ này là bắt buộc phải nhập nha. Còn cái mục nào mà không có dấu sao thì các bạn không cần nhập cũng được. Thì họ tên là có sao này mình phải nhập vào nha. Ngày muốn được tiêm chủng thì các bạn có thể chọn vào ngày mấy chứ, ở 30 cũng được. 30 đi, cho chẳng. Rồi các bạn chọn tỉnh thành phố, tập kinh. Đấy, quốc tịch. Rồi cái nhóm đầu tiên này cho các bạn chọn nè, các bạn phải chọn đúng nha. Thì nếu nó có nhiều loại nhóm lắm, các bạn đọc cho mình thì các bạn thuộc lực lượng nào hay là bộ ngành nào thì các bạn chọn vào. Mình thì chọn là người lao động tự do nha. Đấy. Rồi. Tiếp tục. Đấy, sau khi nhấn tiếp tục xong thì nó sẽ quay một cái bước, bước số 2. Thì các bạn sẽ phải nhập tiểu sử bệnh vào. Rồi đây, tiểu sử bệnh này. Thì các bạn không có cái tiểu sử bệnh nào thì các bạn tích không hết cho mình nha. Mặc định là mình thấy nó tích không rồi mình nhấn tiếp tục nè. Rồi bước 2B là phiếu đồng ý tiêm nè, các bạn nhấn tích vào cho mình. Đồng ý tiêm, sau đó bấm xác nhận. Rồi tới cái bước này á, nó sẽ gửi một cái mã về trong tin nhắn số điện thoại của các bạn nha. Đây thì nó đã gửi một cái mã xác nhận vào trong điện thoại của mình rồi. Thì bây giờ mình sẽ nhập cái mã xác nhận này vào trong cái trình duyệt. Cái mẫu đăng ký nha. 55. Ok, xác nhận nè. Rồi. Đấy. Thì nó qua cái bước 4 là bước cuối rồi, hoàn thành rồi các bạn, đăng ký tiêm chủng COVID-19 thành công nè. Cảm ơn quý khách đã đăng ký tiêm chủng COVID-19, hiện tại Bộ Y tế đang tiến hành thu thập nhu cầu thông tin. Đấy. Thì mời bạn tải ứng dụng nè, đây cái sổ sức khỏe điện tử nè. Đấy, các bạn phải nhấn vào cái link này nè để theo dõi kết quả đăng ký tiêm chủng và nhận chứng nhận tiêm chủng nha các bạn nha. Đây là thông tin mà các bạn đã đăng ký nè. Thì các bạn sẽ nhớ tải cái ứng dụng này và nhấn vào cái link này HSS đó. Nhấn vào cái link này, sau đó các bạn tải ứng dụng trên Google Play của các bạn nha, tải về. Đấy, các bạn nhấn cài đặt nè. Tại vì khi mà các bạn nhấn vào đây để cài ứng dụng thì các bạn mới có thể theo dõi được là cái quá trình đăng ký tiêm chủng của mình đã tới đâu và có thực hiện được hay không nha các bạn nha. Chứ còn các bạn đăng ký là nó chỉ là một cái bước đầu thôi. Đấy. Đấy, thì các bạn bấm đăng nhập nè. Cho nhập số điện thoại lúc nãy của bạn á. Đăng ký ngay cũng được. Họ tên. Rồi, nhập số điện thoại của bạn vào, mật khẩu của bạn nhập vào nha. Rồi các bạn nhấn tiếp tục. Đấy, nó sẽ gửi cái mã về tin nhắn của các bạn. Đấy, thì các bạn nhập cái mã mới vào trên cái điện thoại đó, nó gửi về cho các bạn trên điện thoại nha, tin nhắn SMS. Đấy, rồi sau đó đăng nhập vào nha, đăng nhập vào đúng cái mật khẩu mà các bạn để nhập lúc bạn đăng ký hoặc để mình hướng dẫn đó, mới vừa hướng dẫn xong đó nha. Rồi các bạn nhấn đăng nhập. Rồi thì các bạn nhấn lưu nè. Rồi các bạn vào cái mục, các bạn vào cá nhân nha, các bạn không có đăng ký lần nữa nha. Các bạn đăng ký tiêm chủng lần nữa là nó nhiều quá, các bạn vào cái mục gọi là cá nhân này nè. Đấy, hồi nãy mình vừa đăng ký, hướng dẫn các bạn đăng ký tài khoản xong và đăng nhập vào ha. Các bạn cái vào cái mục cá nhân, sau các bạn vào cái mục gọi là lịch sử đăng ký tiêm. Đấy,
Rồi các bạn thấy cái mục danh sách là chủ đăng ký team cho cả họ lại là mình đăng ký ngày 30 tháng 8 nè, nó báo là đang xử lý nè các bạn thấy không. Xem chi tiết lịch sử đăng ký team nè, ấy là toàn bộ thông tin của mình nằm ở đây hết. Đấy, thì mình quay lại thì nó báo đang xử lý thôi, thì mình đợi thôi nha các bạn nha. Rồi ok, thì các bạn cứ vào đây các bạn kiểm tra xem là cái đăng ký team của mình nó xử lý tới đâu rồi hả, còn thông tin nó có nằm trong cái ứng dụng này hết, rất là hay. Ok, thì mình đã hướng dẫn xong các bạn cách là đăng ký tiêm vaccine ở Việt Nam trên điện thoại nha các bạn, rất là đơn giản luôn ha. Cảm ơn các bạn đã xem clip này, nếu các bạn thấy clip mình hay hữu ích thì hãy like cái video để mình có động lực làm thêm clip khác hay hơn, và đặc biệt là để thuật toán YouTube đề xuất video cơ hội đến nhiều người hơn nha các bạn nha. Nếu các bạn lần đầu tiên ghé đến kênh cơ hội và hãy nhớ là nhấn đăng ký kênh và nhấn nút rung chuông đấy, và để theo dõi những clip mới nhất của hội. Cảm ơn các bạn đã xem clip này. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.